Khi nhắc đến đồng hồ báo thức thì đa số chúng ta sẽ đều nghĩ đến những chiếc đồng hồ treo tường, để bàn hay là những chiếc đồng hồ đeo tay chạy bằng pin. Ấy thế nhưng các nhà chế tác đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ từ thương hiệu Breitling đã đem cơ chế vô cùng phức tạp ấy đưa vào một chiếc đồng hồ có kích thước vỏ chỉ 39mm và hoàn toàn tự động, không có một bề mặt điện tử nào. Đó chính là chiếc đồng hồ Breitling Review Dual Alarm. Trước khi đi sâu vào từng chi tiết kỹ thuật thì tôi đã khó có thể rời mắt khỏi vẻ bề ngoài vô cùng là hấp dẫn và bắt mắt của chiếc đồng hồ Breitling này. Vẫn phát huy thế mạnh của thương hiệu là tập trung thiết kế những chiếc đồng hồ với kiểu dáng cổ điển classic, chiếc Breitling Review Dual chúng tôi đang sở hữu cũng không phải là một ngoại lệ. Với mặt số được hoàn thiện bởi 5 loại vân Guilloge, vâng là 5 loại vân khác nhau, tỉ mỉ và kỳ công. Chi tiết vừa đơn giản mà lại không kém phần phức tạp, đòi hỏi những nghệ nhân của thương hiệu này thì có lẽ phải mất rất là nhiều thời gian để chế tác. Tất cả đều cực kỳ hoàn hảo khi kết hợp với lớp vỏ đồng hồ bằng vàng nguyên khối, một giá trị vĩnh hằng. Những chiếc kim xanh cũng nổi bật hơn khi đặt trong một số tông màu trắng, giúp cho người dùng có thể dễ dàng đọc giờ trên một mặt số với rất nhiều những mặt đồng hồ phụ. Mặt số phụ ở góc 3 giờ chính là nơi để bạn đặt giờ báo thức. Mặt số hiển thị 24 giờ tại góc đối diện cho phép bạn đặt thời gian theo một múi giờ khác. Ý định của Breitling cũng khá là rõ ràng. Mặt số phụ này sẽ giúp ích rất nhiều cho những người thường xuyên di chuyển giữa hai múi giờ, như là những doanh nhân hay các chính khách. Đó cũng là lý do vì sao mà các thủ tướng của nước Nga đều sở hữu vài chiếc đồng hồ Breitling. Đồng hồ được bố trí với hai núm và một nút bấm. Chức năng của núm bấm góc 2 giờ là lên cót chuông, có thể rút liên tiếp được 2 lần. Lần đầu tiên là chỉnh múi giờ thứ 2 và tiếp theo chính là chỉnh giờ cơ bản. Tiếp đến là núm bấm đồng hồ góc 4 giờ với chức năng là chỉnh giờ báo thức và đặc biệt chỉ xoay được một chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ. Thêm vào những chi tiết kể trên là một chiếc kim hai đầu có nhiệm vụ chỉ giây được đặt trong nửa vòng tròn. Vì chỉ đếm được 30 giây nên đầu hình mũi tên sẽ đếm 30 giây đầu phút, trong khi đó thì đầu kim còn lại sẽ đếm 30 giây còn lại. Rất là dễ đọc nếu như bạn đã quen với cách hoạt động của nó. Một ô cửa sổ chỉ ngày cũng được đặt gọn gàng bên trong mặt số phụ này. Và tính năng nổi bật nhất của Review Dual Alarm cũng nằm trong chính cái tên của nó. Đó là một cơ chế báo thức cực kỳ thông minh. Thay vì chỉ báo thức bằng bộ phận rung thông thường thì chiếc đồng hồ này còn có một bộ phận đánh chuông giống như những chiếc mini repeater siêu phẩm. Chúng tôi sẽ giới thiệu về cơ chế mini repeater hay còn gọi là điểm chuông trong những video sắp tới. Còn quay trở lại với bộ phận báo thức được nối với mặt đồng hồ chính thì nó sẽ không rung khi mà mặt đồng hồ phụ kia chưa đúng mốc giờ đã chọn. Chúng ta có thể bật tắt tính năng này rất đơn giản với một nút bấm góc 8 giờ. Và đây tôi sẽ thao tác bật tắt và thử chuông của chiếc đồng hồ báo thức độc đáo này nhé. Và ở góc 10 đến 12 giờ là kim xăng, cho biết số năng lượng còn lại của bộ phận báo thức chứ không phải của hộp cót chính. Khi mà chuông báo thức kêu thì bạn sẽ thấy được chiếc kim này chầm chậm chạy từ 10 đến 12 giờ. Như đã nói từ trước thì chiếc đồng hồ này có cơ chế báo thức dạng chuông chứ không chỉ rung như những chiếc đồng hồ thông thường. Và bạn có thể nhìn thấy chuông rung qua mặt sapphire ở phía sau chiếc đồng hồ, có thể nói đây là một tính năng cực kỳ độc đáo. Với đường kính 39mm và độ dày 11,35mm, Review Dual rất vừa vặn trên cổ tay khi thiết kế hài hòa, kết hợp cả những nét cổ kính lẫn hiện đại. Cả bộ phận báo thức và dây cót chính đều được lên dây bằng một đôi tô bằng vàng. Bạn cũng có thể chỉ lên dây cót bộ phận báo thức nếu bạn muốn nhé. Và cuối cùng thì chắc chắn nhiều bạn cũng có câu hỏi giống tôi khi tìm hiểu về chiếc đồng hồ đặc biệt này, đó là tên series Le Review Dual có nghĩa là gì? Theo ý nghĩa hoa mỹ mà các nghệ nhân của Breitling gửi tới khách hàng thì nó được hiểu và tạm dịch giống như là sự thức tỉnh của những vị vua, báo thức để khởi đầu một ngày mới của những vị chủ nhân vĩ đại. Giá hãng niêm yết của chiếc đồng hồ này thì lên tới 39.600 USD theo website của Luxury Moza. Tham khảo tại Chrono 24, thị trường thế giới hiện tại giao dịch chiếc Breitling Review Dual Alarm với giá tương đối cao.
Các bạn có thể tìm mua chiếc đồng hồ này bằng cách truy cập vào website chính thức của chúng tôi, zabaoluxury.com. Nếu các bạn thấy thú vị và hữu ích thì đừng quên ấn like, subscribe để cùng đón xem những video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.